Cái riêng về một cái video về cái EQ 5 band xem thử nó có hiệu quả như mình nói hay không ha. Thì khi thêm cái EQ 5 band vô thì cái các giải tầng nó sẽ phân chia rất là rõ ràng, bass ram bass, trung ra trung, treble ra treble ha, chỉnh rất là ngọt tiếng ha. Đây là main mình đang test, trên main là 400W cộng 400W, hai kênh DSP reverb echo tích hợp chống hú EQ 5 band ha, đang quay trên thùng loa 4 tấc đôi ha. Đây là sản phẩm bên trong mình đã làm trong số một số cái video khác rồi ha. Thì đây mình tập trung test về cái chất lượng âm thanh thôi ha. Đó, thì khi mà cái âm tiếng bass á mình kéo sâu xuống có thể được giả lập được cái loa sub ha. Đó, mình giả lập được loa kéo giả sub. Ok chưa? Rồi. Đây, mình thử nhanh nè. Chưa? Đó, mình chỉnh nhanh thôi. Thì các anh em đánh giá cái hiệu quả của cái tầng EQ ha. Cái phần EQ này là sử dụng nguồn đôi. Chỉnh rất áp hơn so với nguồn đơn rất là nhiều ha. Đây, biểu diễn lại chút xíu nữa. Ok ha, mình kết thúc video tại đây ha.